Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là trưa ngày thứ bảy nha anh em. Em tiếp tục lên sóng vài món phụ tùng nữa ha. Anh em cần món nào thì cứ alo nha. Số điện thoại để liên lạc là 0933 207 208 nha anh em. Và hãy nhớ đăng ký kênh. Đó. Rồi, đầu tiên em bán một củ đề nha, củ đề custom. Củ đề này thì anh em xài rim Thái ok luôn nha. Củ đề xuất sắc nha. Em bán 500 ngàn thôi. Đó, đúng đề Nhật nha, Mitsuba. Chứ anh em ra mua đề của quen pha thì nó cũng tầm 200-300, nhưng mà sao ngon bằng cái củ đề Nhật này được, mới tinh luôn ha. Đó, 500 nha anh em gắn quay rim ok hết, quá đẹp luôn, ba con ốc nè, mới chét 500 ha. Rồi một bộ cốt bát đời hấp đẹp, bộ này em bán là 1 triệu ha, xanh lè luôn. Đó, 1 triệu nha. Cái này thì thích hợp anh em vô DD 81, 86, nói chung những cái dòng đời hấp đó nè. Đó, 1 triệu nha anh em, bộ này rất là đẹp. Đó, 1 triệu ha. Đây, hai cái bát tân sơn cũng còn rất là ok nè. Nói chung là đời hấp thì nó si dạng nó ống ánh nước si 7 màu nha anh em, còn đời cao thì nó sẽ si màu trắng. Đời hấp thì nước si nó sẽ chất lượng hơn. 1 triệu bộ này. Rồi một bộ giò gà 70 xuất sắc, bộ này em bán là 1,4 triệu nha, cực kỳ đẹp luôn. Đây, anh em nhìn nè, anh em thấy cái lò xo là biết đẹp rồi ha, đen thui luôn. Đó, ốc nè, số không ha, quá đẹp luôn. 1,4 triệu nha anh em, cặp này. Cái này thì thích hợp anh em vô 81, 86, DD muốn vô xe nào cũng được. Anh em mà chơi giò gà đó thì em khuyên em nên mua giò gà đời này. Đời vú mỡ thì mình nó không có xài ngon đâu, không nó bị lỗi á, bởi vậy là nó mới bỏ cái đời vú mỡ luôn, nó chuyển qua cái này hết. Chứ nếu mà ngon thì nó để nguyên rồi, nó đâu có đổi nâng cấp lên làm gì. Đó, 1,4 triệu nha, rất là đẹp. Gắn 81, 86, custom gì đó, 70, 90, ok. Này là cốt phổ thông nha, 10 ly. Rồi ở đây em có ba cái nắp sơn green custom. Ba cái nắp này em bán là 1 triệu nha. Đó, ba nắp sơn green. Đây, em sẽ quay hai cái nắp này trước. Này là nắp lửa với nắp cá nha. Đó, nước sơn green nè, không nước bể gì hết ha, nước sơn green. Đó. 1 triệu thôi nha, ba nắp. Nói chung cũng còn rất là ok ha. Thấy gì chứ mình lên xe nó đẹp lắm. Với cái nắp nồi này á, nước cái ron rin còn nguyên nè, thích hợp cho anh em về hai lòng đổi dạ ha. Đó, mình để vô là được cái ron rin, nâng cái giá trị sản phẩm chiếc xe mình lên. Tại vì ron rin á thì nhìn cái xe mình có thể nói là đầu nồi chưa mở được. Đó, 1 triệu ba nắp nha anh em, giá quá im luôn. Đó, giá im ru luôn ha, 1 triệu ba nắp về vô xe. Đó, cái này thì mình vô tiền công nó cũng không có nhiêu tiền nha anh em, tiền công chắc chừng 100 ngàn à. Kêu thợ ta vô lại xe mình rất là đẹp luôn, tại vì cái nước sơn á nó còn mới á, nó chưa có bị xuống nên lên xe nó đẹp lắm. 1 triệu ba nắp. Rồi ở đây có một bộ nè, 4 món xài chung một chìa sắt rin. Nó chìa sắt này là rin từ Nhật nha anh em, chứ không phải chìa Việt Nam nha. Đó anh em thấy không, tiếng Nhật nè. Đó, nắp xăng mới chét, nắp xăng nè, ổ phá điện nè, 800 ngàn nha. Cái này là 5 dây nha. Đó, ổ phá này 5 dây 800 ngàn, 4 món. Đó, cái này cũng rất là đẹp luôn ha. Đây, này là ổ phá cổ, mới chét luôn. 800 ngàn nha anh em vô custom là ok. Rồi, một cọng dây hắn đẹp. Đó, cọng dây hắn này em bán là 200 ngàn. Dây hắn này đời cao nha, thích hợp cho anh em vô những cái dòng cúp từ năm 93 đổ lên. Đèn vuông, đèn tròn đều xài được. Đó, 200. Rồi, ở đây có một cái ốp đầu nè, ốp đầu nước sơn rin. Đó, cái này em bán 600 do nó bị nứt đây. Nứt đây đã dán keo AB lại. Keo AB thì anh em cũng biết rồi, khi mà dán vô thì nó cứng như cục đá ha. Đó, dưới nứt ở dưới đây nữa, nói chung là dán keo lại hết cho anh em luôn. Đó, 600 ngàn thôi nha, là có đầy đủ bộ ốc luôn. Tại vì cái ốc vít này em gỡ ra em để hoài á, anh em mua thì em sẽ đưa đầy đủ ốc vít. Đó, 600 ngàn thôi, giá quá im. Này vô xe tầm trung trung ok. Này, hai cái tem nè, hai cái tem này anh em mua lẻ nó cũng phải 300 ngàn à. Đúng tem rin ha. Đó, 600 ngàn, quá rẻ. Rồi, đây có một cục máy custom 50. Đó, cục máy bây giờ còn lại nhiêu đây? Em bán cho anh em là 4 triệu đúng. Đó. Máy 4 số nha anh em, máy 4 số có đề. Anh em nào mà nhà mà xe 86 á, mà muốn mua cục máy này vô vẫn được nha. Về á, mình kêu họ rút cái đầu ra, sau đó lấy cái lốc này bỏ ra ngoài. Để cái lốc không đề với bộ lửa của mình vô là mình xài thôi. Là mình sẽ thành xe 86 4 số luôn. Đó, mình chạy đường trường nó rất là ngon. Tại vì 4 số thì đi đường trường nó ngon lắm. Đó, máy là đầu nồi chưa mở nè, 4 triệu thôi nha. Hoặc là anh em mà nhà custom anh muốn tiết kiệm chi phí
thì mua kiểu này cũng được. Tại vì ví dụ ở nhà mình á, cũ đề bình xăng còn xài được thì mình cứ đề mình để vô mình xài thôi, tiết kiệm rất là nhiều luôn. Tại mua nguyên cục thì nó 7 triệu mấy 8 triệu, còn mua như thế này thì về tặng cụm là tận dụng lên những cái đồ cũ của xe nhà đó, mình để vô mình xài, tiết kiệm chi phí, khỏi mất công làm máy gì hết. Chứ bây giờ anh em đi ra làm máy nó cũng không ngon lành gì đâu ha. Nắp nồi thì có giảm tí xíu ngay chỗ này thôi, còn nhưng mà liền lắm nha anh em. Đó cái này thì nói sơn zin thì cũng không ai biết đâu, ốc ác là 7 màu nè, thấy không? 4 triệu đúng nha, bợ về để bộ lửa cũ đời bình xăng vô là đi thôi, khỏi mất công làm máy gì cho nó mệt nè. Ốc đầu còn rất là đẹp luôn, giá im ru và rù luôn. Đó, hoặc anh em muốn lấy đồ món thì báo giá luôn, đầu lòng dên xuất sắc, tại vì mình nhìn về là biết xuất sắc rồi ha, là 1,7 triệu dên này anh em, thấy không? Mới tinh luôn, bộ số 4 số 1 triệu, cặp lốc giữa 500, cái nắp nồi này 800, bộ nồi bên trong 800, bộ ốc vàng hoài 400. Đó, bộ ốc vàng hoài là 21 con, còn lấy nguyên cục thì 4 triệu thôi, quá im. Đó, 4 triệu nha anh em, giá gì là quá rẻ rồi ha. Máy này là rã trên một chiếc xe đẹp xuống, anh em đừng so sánh với những cái cục máy mà để chắc cả đống nha. Những cái cục máy đó thì nó phế lắm, mới bán giá rẻ thôi, còn máy này á là rã trong một chiếc xe đàng hoàng, đẹp đàng hoàng, rớt xuống bán. Đó, nên là sẽ rất là chất lượng nha. Còn anh em muốn rẻ thì cứ chơi những cái cục máy mà để cả đống đó. Đó, máy máy đó thì nó mới rẻ hơn được. Rồi, một cặp phột màu xanh 116 cũng còn khá đẹp ha, bán là 800 ngàn. Trên đây có xịt bạc nha anh em. Ta giá 800 thì không thể nào mà xuất sắc được ha, tầm trung thôi. Tại vì cặp phục mới này vẫn có bán nha, giá hình như 5 triệu. Cái này thì theo xe cỡ này 800 là hợp lý ha, không có gì gọi là mắc. Rồi đây có một cái cặp niền Futaba. Đây. Tháng 3 năm 96, hai cái trùng tháng trùng năm nha anh em. Đó. Cặp niền này bán giá tốt luôn là 3 triệu đúng nha. Niền 96 nha anh em, trùng tháng trùng năm nha, rất là hiếm nha nè. Tháng 3 năm 96 nè, hai cái đều Futaba 1.4. Anh em về vô xe 90 hoặc là 70 ok hết, niền là Sirin nè. Sirin là miễn bàn rồi, không có một cái gì để gọi là đây, Futaba. Xuất sắc nha anh em, cặp này rất là đẹp ha, giá 3 triệu không có mắc đâu. Bao với anh em luôn. Niền Futaba mà trùng tháng trùng năm rất là khó kiếm ha. Với lại cái này là si còn đẹp nè, sáng lắm, mình lên xe là bao cộp luôn á. 3 triệu đúng thôi, quá đẹp. Bên trong nè, rất là đẹp luôn. Mấy cái này thì bắt buộc phải bị nha anh em, tại vì đồ heo xe mà bây giờ mình nó hên xui thôi, có chỗ mới cũng có chỗ cũ nè, mà không một lũng được rồi. Cỡ này là quá đẹp rồi chứ mình đâu có đòi hỏi mà nó gần như trong bịch xé ra đâu. Nhưng mà trong bịch xé ra thì mình chơi đồ mới mẹ đi, tại đồ heo xe bắt buộc phải có dấu vết thôi, miễn sao là nó không không một lũng, nó không có bị gì hết là ok ha. Đó, nhiều anh em chơi đồ mà kỹ một cách mà cực đoan quá, quan quan trọng quá cái vấn đề là mặt trong là phải đẹp luôn, mình cũng biết để làm gì, mặt trong cỡ này là vô xe là dư sức rồi. Nếu mà muốn á, về mình quýnh một lớp sơn chống xét lên là mình xài cỡ 100 năm nó cũng chưa xi nhê nữa. Đó, miễn sao là mặt hoài cực kỳ vip là ok rồi ha. Rồi anh em nào có nhu cầu thì cứ alo cho em nha, chào anh em.